Chương trình này được bảo trợ bởi JOL Health. JOL là sản phẩm dinh dưỡng thần kỳ cho tim mạch. Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả đến cùng với Việt Face Today với Thầy Diệp Vạn Dũng trong ngày hôm nay thứ hai đầu tuần. Thưa quý vị, một tuần lễ mới lại vừa bắt đầu. Chúng ta cùng bước vào ngày 19 tháng 4 năm 2021. Và xin cầu chúc cho tất cả đều có một sức khỏe thật dồi dào và cùng bước qua hết những ngày còn lại trong tuần lễ. Xin kính chào Thái Lê. Dạ, xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý vị. Cuối tuần qua anh Dũng có làm gì vui không? Thì gặp một số bạn bè ngồi nhâm nhi chút rồi vui chơi vậy thôi. Thì cũng vui, hai ngày cuối tuần nhưng mà thật sự thì mọi thứ đều êm đềm. Thưa quý vị, trong thứ sáu, thứ bảy, nhật của tuần vừa rồi đó, tôi đều có đi ra ngoài ăn cả và thấy rằng cái không khí cũng như cái sinh hoạt của xã hội giống như là bình thường như trước đây, không gì khác biệt cả. Cho nên mình mà ngồi trong bàn này nhìn bàn kia mà thấy ai cũng vui vẻ, nhắc lại cái chuyện là vào cái thời điểm này năm ngoái nó buồn tẻ như thế nào. Và mọi người đều gần như là vui vẻ chen nhau để đi ra ngoài mà ăn uống, gặp gỡ người khác. Giống như là sau một năm mà gọi là đè nén đó. Trong những tuần vừa qua nhìn thấy các quán ở khu vực Little Sài Gòn đông lại như trước kia rồi. Một điều mà vẫn là quan trọng, mọi người đều vẫn đeo khẩu trang đó, mình thấy vẫn có, nhưng mà trong nhà hàng thì lấy ra rồi. Tại vì mỗi bàn nó ngồi cũng tương đối cách xa chứ không có phải gần gũi. Thật ra đó cũng là một cái tín hiệu tốt là tất cả mọi người đều mang theo khẩu trang. Tôi có những người bạn đến từ Texas đó, thì người ta nói là tuy là thống đốc ra lệnh là không có cấm và không bắt buộc đeo khẩu trang, nhưng mà đi ra những cái chỗ đám đông trong cộng đồng người Việt mình thôi thì mọi người đều đeo khẩu trang một cách đàng hoàng. Tức là ai cũng vẫn lo lắng cho cái sự an nguy của gia đình và bản thân của mình. Do đó cũng là một tín hiệu tốt. Dạ vâng. Và thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị xem những hình ảnh mà đã ghi nhận được vào cuối tuần vừa qua tại tiểu bang Florida, trong một cái màn trình diễn ở tại một cái air show có tên là Coco Beach Air Show ở tiểu bang Florida. Thưa quý vị, một chiếc phi cơ đã phải hạ cánh khẩn cấp khi mà động cơ này có vấn đề. Và hình ảnh này cho thấy rằng là hạ cấp khẩn cấp xuống ngay biển trong một cái sự kiện biểu diễn máy bay Coco Beach Air Show Florida. Phi công đã an toàn và không có ai khác bị thương. Một chiếc máy bay từ cái thời mà là đệ nhị thế chiến đã tham dự sự kiện Coco Beach Air Show đã hạ cánh khẩn cấp xuống nước gần bãi biển của căn cứ lực lượng không gian Patrick vào chiều ngày thứ bảy, vào chiều ngày 17 tháng 4. Không ai bị thương cả, và một đoạn video được đăng lên Twitter cho thấy rằng là chiếc TBM Avenger là loại máy bay một động cơ đã hạ cánh nhẹ nhàng và có kiểm soát trước khi dừng lại ở trên biển vùng nước phía đông nam của bãi biển Coca-Cola. Trong một video khác thì thấy là cánh quạt đơn phương của chiếc máy bay này đã ngưng chuyển động khi nó lướt về phía vùng nước nông. Thưa anh. Vâng, thưa quý vị, một trong những sự kiện mà gây sự chú ý nhiều trong cuối tuần vừa qua là có thêm hai vụ nổ súng ở tại hai địa phương, ở tại Austin, Texas và ở Kenosha, Wisconsin. Và chính điều này lại làm dấy lên một cái câu hỏi nữa mạnh mẽ là cái vấn đề kiểm soát súng ống của chính quyền sẽ đi tới đâu. Đến cho tới ngày hôm qua thì sau khi những cái vụ nổ súng này đó, thì người ta đã ghi nhận là từ hôm 16 tháng 3 cho đến bây giờ, sau cái vụ mà 8 người đã thiệt mạng ở trong những cái spa massage ở tại Atlanta, Georgia, thì đến nay, đến ngày 16 tháng 4, tròn một tháng, đã có khoảng trên dưới 50 vụ nổ súng lớn nhỏ khác nhau ở nhiều địa phương, nhiều tiểu bang. Đây là cái danh sách mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình. Đó là những cái địa điểm mà đã xảy ra. Trong ngày hôm qua thì có thêm hai vụ, mà trong chốc lát những bản tin tiếp theo chúng tôi sẽ nói thêm chi tiết liên quan đến cái vấn đề này. Nhưng cái vấn đề hiện nay được đặt ra một cách ráo riết là liệu các cái đề nghị của phía Dân Chủ để mà kiểm soát súng ống nó có thể thực hiện được hay không. Tức là người ta lại đưa ra thêm những cái quy định liên quan đến việc là kiểm soát lý lịch, kiểm tra lý lịch của bất cứ một người mua súng nào trước khi chấp thuận cho người đó mua, thì điều này có ảnh hưởng gì hay không. Cái vấn đề này thì trước đây cũng đã được đặt ra rồi, và hình như là sau đó rồi cũng không có đi đến đâu. Cho nên bây giờ thì mọi người lại thấy rằng cái vấn đề mà làm sao kiểm soát được súng đạn trong thời gian này
các chuyên gia y tế, chẳng hạn như tiến sĩ Anthony Fauci, thì lại nói rằng trong những ngày qua liên tiếp xảy ra những cái vụ bắn súng như vậy đó, thì nó có người ta xem, các chuyên gia y tế xem đây là một cái vấn nạn liên quan đến tinh thần của nhiều người. Ông nói thì cũng phải xem đây như là một cái đại dịch mà nó ảnh hưởng, là vì là chỉ trong vòng một tháng mà đã có 50 vụ bắn nhau, nó là một đại dịch chứ còn gì nữa. Cho nên là ông nói là đây có lẽ là một cái vấn đề, một vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần mà nó đã gây ra, là nguyên nhân đã gây ra cho những cái vụ việc như vậy. Thành ra đó cũng là một cái điều mà cả quốc gia hiện nay đang lo lắng làm sao để có thể hạn chế được cái vấn đề này trong những ngày tháng sắp tới. Và trở lại với các thông tin từ quận hạt Kenosha của tiểu bang Wisconsin, thưa quý vị, thì một vụ súng nổ súng ở tại đây đã khiến cho 3 người chết và 3 người khác bị thương. 3 người đã thiệt mạng và 2 người khác đã bị thương trong một vụ xả súng tại một quán bar ở tiểu bang Wisconsin. Cảnh sát của Kenosha County cho biết rằng là vụ việc này xảy ra vào sáng sớm ngày Chủ nhật tại một quán bar Somers House. Tình trạng của các nạn nhân không được công bố. Cảnh sát cho biết rằng là họ chưa xác định được vị trí nghi phạm hoặc là những kẻ tình nghi. Các nhà điều tra cũng đang cố gắng tìm ra động cơ dẫn đến vụ nổ súng và cho biết rằng là có vẻ như là vụ nổ súng là một hành động có chủ đích. Trong khi đó thì như đã thưa cùng quý vị, tại Austin, Texas cũng trong ngày qua cũng đã xảy ra những cái vụ nổ súng. Tức là cảnh sát đã đáp ứng những cái lời gọi khẩn cấp 911 để đến nơi trong ngày hôm Chủ nhật hôm qua, thì người ta đã thấy là có 3 nạn nhân cũng đã thiệt mạng trong cái vụ bắn này. Và cái người mà bắn có thể là một viên chức thực thi pháp luật từ trước tới nay ở tại khu vực. Và ngay lập tức thì tất cả dĩ nhiên là mọi người đều được đưa vào bệnh viện. Và cái vụ việc này vẫn còn đang được tiếp tục điều tra về nhân thân của cái người bắn súng này đó. Thì mời quý vị theo dõi chi tiết các bản tin kế tiếp. Thưa quý vị, hiện nay các nhà điều tra đang tìm kiếm một người đàn ông có tên là Stephen Nicholas Broderick. Ông là nghi can và cũng là một cái cựu cảnh sát viên của quận hạt Travis County Sheriff's Office. Và người ta nói là cảnh sát đang tìm kiếm người đàn ông này có liên quan đến cái vụ nổ súng tại khu vực Tây Bắc của Austin mà đã khiến cho 3 người thiệt mạng. Xin lặp lại thưa quý vị, trước khoảng chừng 12 giờ thì cảnh sát đã được gọi đến cái con đường mòn Great Hill Trails và Rain Creek Parkway vì họ cho rằng là có một cái tình hình gọi là nổ súng ở tại ngay vẫn còn đang diễn ra ở tại hiện trường. Nhiều cơ quan công lực tại thành phố Austin cũng đã tới hiện trường, bao gồm luôn kể cả SWAT và cơ quan FBI. Vài tiếng đồng hồ sau khi mà cảnh sát bắt đầu điều tra thì cho biết rằng là hung thủ đã đi rồi. Tuy nhiên vẫn còn đang điều tra coi là cái nạn nhân và hung thủ có những cái quan hệ gì hay không, thưa quý vị. Cuộc nổ súng này một lần nữa đã khiến cho 3 người chết, trong đó có 2 người phụ nữ gốc Hispanic và một người đàn ông da đen. Một trẻ em cũng liên quan đến việc này nhưng mà tính mạng không có bị đe dọa. Ngày hôm qua 17 tháng 4, thưa quý vị, thì Hoàng gia Anh đã tiến hành lễ tang cho Hoàng tế Philip, năm nay hưởng thọ 99 tuổi. Tang lễ của ông đã diễn ra bên trong lâu đài Windsor và Hoàng gia đã kêu gọi người dân không nên tập trung nhiều quá nhằm bảo đảm các quy định về vấn đề phòng dịch. Linh cữu của Hoàng tế đã được đưa lên một chiếc Land Rover đặc biệt và chỉ có 30 người thân của ông đã được đưa đến đưa tang, trong đó hầu hết là các con cháu. Linh cữu được đưa từ lâu đài Windsor đến thánh đường St. George và nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là phu nhân của Hoàng tế đã đứng riêng suốt buổi lễ để nhằm bảo đảm việc phòng dịch. Linh cữu sau đó được đưa xuống hầm mộ Royal Vault bên dưới thánh đường St. George và rất nhiều người dân Anh đã đứng bên ngoài lâu đài để tưởng niệm Hoàng tế Philip. Ngoài ra, thì nước Anh cũng đã bắn những phát đại bác gần tháp Luân Đôn để tưởng niệm nhân vật được cả Vương quốc Anh thương mến này. Và cái hình ảnh mà người ta ghi nhận rằng hai anh em của hai hoàng tử William và Harry đã có đứng những cái giây phút bên cạnh là cũng làm cái sự tò mò chú ý của nhiều người. Là vì chúng ta cũng biết là hiện nay sau cái vấn đề mà phỏng vấn của Meghan và hoàng tử Harry với bà Oprah Winfrey vào tháng trước đó, thì có lẽ là cái
sự mà bất đồng giữa hai anh em nó cũng vẫn chưa được hàn gắn một cách trọn vẹn. Trở lại với các tin tức liên quan đến cái vụ xả súng tại một trung tâm FedEx tại tiểu bang Indiana, thưa quý vị, thì các nhà điều tra cho biết rằng là hung thủ đã mua những loại súng được sử dụng trong cái vụ nổ súng này một cách hợp pháp. Hiện nay thì các nhà điều tra cho biết rằng là hung thủ trong vụ xả súng tuần trước mà đã khiến cho 8 người thiệt mạng tại một trung tâm FedEx ở tại Indianapolis, Indiana đã mua 2 khẩu súng trường sử dụng cho cái việc thảm sát này một cách hợp pháp chỉ có vài tháng sau khi mà một khẩu shotgun khác của y đã bị các nhà chức trách tịch thu. Nhiều người, các điều tra hiện nay cho biết rằng là hung thủ Brian Scott Hall, 19 tuổi, đã hợp pháp mua 2 khẩu súng này vào tháng 7 và cũng như là tháng 9 của năm ngoái. Việc này xảy ra sau khi mà các cảnh sát đã lấy đi một khẩu súng shotgun của nghi phạm, người mà họ cho rằng là một người hoàn toàn nguy hiểm, sau khi mẹ của y đã liên lạc với các nhân viên công lực vào tháng 3 của năm ngoái để mà báo cáo rằng là con trai của bà có nguy cơ sẽ đi tự sát bằng sử dụng cái cách mà cảnh sát bắn vào cho mình. Các nhân viên FBI đã phỏng vấn nghi phạm nhiều lần trong những tháng sau đó và cho rằng là ông này có vấn đề nhưng mà không có liên quan gì đến các thành phần coi là cực đoan cực hữu và cũng không có tội phạm gì cả. Tuy nhiên trong ngày thứ năm của tuần trước thì y cũng đã sử dụng cái cách rằng là suicide by cop, nghĩa là mình đi tự mình chỉ súng vào cảnh sát để mà cho cảnh sát bắn vào người của mình. Đây cũng là một cách tự sát mà nhiều người đã từng làm. Liên quan đến việc là liệu có sử dụng vaccine J&J tiếp tục trong những ngày tháng sắp tới hay không, thì quyết định về cái việc này có thể sẽ được đưa ra vào thứ Sáu tuần này, thưa quý vị. Đó là lời của tiến sĩ Anthony Fauci. Đây là cái thời hạn mà có thể sau những cái cuộc họp và những cái cân nhắc đó, thì người ta tính là có thể là có cái kết quả sớm nhất vào thứ Sáu tuần này. Bác sĩ Anthony Fauci đã nói trên chương trình Face the Nation của đài CBS vào ngày hôm nay 18 tháng 4. Vào ngày hôm qua 18 tháng 4. Thì ông nói là tôi không thể biết là liệu có thêm các trường hợp khác nữa hay không. Chúng ta sẽ biết điều này vào ngày thứ Sáu và tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu chúng ta không tiếp tục sử dụng nó theo một hình thức nào đó vào ngày thứ Sáu này. Đây là quyết định gần như là chắc chắn sẽ được đưa ra vào thứ Sáu. Tuần trước thì các cơ quan quản lý y tế ở Liên bang Hoa Kỳ cũng đã đề nghị là tạm ngưng sử dụng vaccine của Johnson & Johnson sau khi có tin về 7 trường hợp đông máu thuộc loại hiếm ở các phụ nữ trong số khoảng 7 triệu người đã được tiêm phòng. Ban cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã cho biết những cái tin tức nêu trên và ngay lập tức thì sau đó thì chính quyền đã ra lệnh tạm ngưng việc sử dụng. Tuy nhiên sau những cái cuộc họp và những cái việc mà xét nghiệm trở lại để cân nhắc là cái lợi và cái hại giữa việc sử dụng hay không sử dụng thuốc này đó, thì ngày hôm qua thì tiến sĩ Anthony Fauci đã nói rằng có thể cái quyết định này sẽ được đưa ra trở lại vào ngày thứ Sáu tới đây. Thưa quý vị, người đứng đầu ngành an ninh quốc gia của Hoa Kỳ trong tòa bạch ốc, ông Jake Sullivan trong cuối tuần vừa qua cho biết rằng là Nga sẽ gặp phải một số các hậu quả khác nếu mà nhà đối lập của Nga Alexei Navalny thiệt mạng trong nhà tù của Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan nói rằng là Hoa Kỳ sẽ trả đũa nếu chính phủ Nga để cho ông Alexei Navalny chết trong tù vì vấn đề tuyệt thực. Ông Jake Sullivan nói như sau: chúng ta đã gửi thông điệp đến Nga là nó sẽ có hậu quả nếu mà ông Navalny thiệt mạng. Phát biểu như vậy trên đài truyền hình CNN vào ngày Chủ nhật vừa qua. Cái lời cảnh cáo này được đưa ra sau khi các ủng hộ viên của ông Alexei Navalny đã đưa ra những cái báo động cho biết rằng là cái sức khỏe của ông Navalny hiện nay đang suy kém một cách trầm trọng và có nguy cơ là ông sẽ qua đời trong thời gian sắp tới. Được hỏi là tại sao mà Tổng thống Biden không có đứng ra để mà lên tiếng nhiều hơn trong vấn đề này, thì người cố vấn an ninh quốc gia cho biết rằng là chính quyền này đang đối phó với cái việc của Alexei Navalny một cách kín đáo,
và chỉ dùng một số các phương tiện ngoại giao để mà liên lạc thôi. Hai người đàn ông đã thiệt mạng trong một cái vụ tai nạn hiếm thấy vào loại này, thưa quý vị. Vào cuối tuần vừa qua, tối thứ Bảy, thì các nhà điều tra đã được báo cáo về tình hình của một người đàn ông, hai người đàn ông ngồi trong một chiếc xe Tesla, và tất cả các chi tiết liên quan đến cho biết rằng chiếc xe này lúc đó đang chạy ở chế độ tự động, tức là hoàn toàn không có người lái. Bên phía cái ghế ngồi của người tài xế thì không có ai ngồi trên đó, và người tài xế thì ngồi ở bên cạnh cái ghế hành khách, và người chủ của chiếc xe thì ngồi ở băng ghế sau. Và chiếc xe trong lúc đang chạy với tốc độ cao đó thì đã lạc tay lái và đâm vào một cái gốc cây ở ven đường. Cái vấn đề xảy ra đó là cái đám cháy đã bùng lên một cách rất dữ dội, và thoạt đầu cảnh sát không biết làm cách nào để kiềm chế ngọn lửa, là vì với những cái năng lượng còn lại ở trong hai cái bình, hai cái cục pin mà họ nói là cái với cái năng lượng hiện còn rất còn mạnh đó, thì nó đã kéo dài, và cái vụ cháy đã phải kéo dài đến 4 tiếng đồng hồ mới có thể dập tắt được. Trước khi mà tham gia vào cái việc chữa cháy thì cảnh sát cũng đã phải gọi đến hãng Tesla để hỏi có cách nào để có thể chế ngự được cái ngọn lửa nó quá mạnh hay không. Và đây là có lẽ là cái vấn đề đầu tiên mà người ta nghe liên quan đến một tai nạn mà một chiếc xe tự hành, tức là hoàn toàn lái ở chế độ tự động, không có người điều khiển. Và cái điều này nó có thể làm ra cho nhiều người suy nghĩ lại một tí về cái vấn đề khi mà mình lái Tesla, mình để ở chế độ tự động. Và thưa quý vị, trước khi bước vô các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay thì sorry, xin mời quý vị xem hình ảnh của một chiếc trực thăng nho nhỏ nhưng mà có một cái sứ mệnh rất là lớn của cơ quan NASA. Chiếc trực thăng này có tên là Ingenuity, sẽ có thể cất cánh vào ngày hôm nay và trở thành một chiếc máy bay trực thăng đầu tiên được coi như là được sử dụng để mà thực hiện cái sứ mệnh này ở trên sao Hỏa hay là Mars. Chiếc trực thăng dự trù sẽ có thể bay được khoảng 40 giây và bay lên trên khoảng chừng 3 coi như 10 feet hay là 3 mét và bay vòng vòng, sau đó sẽ chụp lại những cái hình ảnh này và gửi những dữ liệu này từ sao Hỏa về lại cho một cái căn cứ của NASA ở tại thành phố Pasadena của tiểu bang California. Và nếu mà thành công đó thì chiếc trực thăng này dự trù có thể cất cánh thêm 4 lần nữa trong những tuần lễ tới đây. Bay mà chỉ được có độ 40 giây để chụp được vài tấm hình, sẽ phải đáp xuống chắc là dùng solar panel. Anh Dũng nhìn thấy có mấy hình như vậy. Đây là một cái thí nghiệm rất là quan trọng, chưa thưa quý vị. Là vì so với cái tỷ lệ suất mà không khí ở tại hỏa tinh đó, thì nó là không có bằng ở trái đất, cho nên là các nhà khoa học phải nghiên cứu làm sao mà cái cánh quạt nó đủ sức để nó có thể đưa chiếc trực thăng này lên. Thành ra trong cái thử nghiệm đầu tiên này nó chỉ cất cánh một khoảng một vài giây thôi. Quý vị thấy đó, nó đã đưa lên không trung như vậy trong một thời gian ngắn, rồi sau đó nó hạ xuống lại. Nhưng mà các nhà khoa học tiếp tục sẽ nghiên cứu trong thời gian sắp tới, sẽ duy trì nó như thế nào và qua những cái thông số mà người ta đã đạt được trong cuộc thí nghiệm này đó, thì nó sẽ có những cái thí nghiệm để cải tiến cái trực thăng này hơn. Và trong tương lai đây có thể là cái loại phương tiện để dùng để bay dò thám, chụp hình ở trên khu vực hỏa tinh như chúng ta đã nghe trong bản tin. Đây là một cái thí nghiệm rất là quan trọng trong cái chuyến bay lần này của cái phi thuyền lên hỏa tinh. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ mời quý vị bước vào với chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, với những chủ trương của phe đảng Dân Chủ của tân chính quyền Tổng thống Joe Biden, người ta đã thấy rằng các quyết định hiện nay liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, nó đã bắt đầu tạo ra những ảnh hưởng không tốt cho kỹ nghệ than đá hoặc kỹ nghệ khai thác dầu hỏa tại Hoa Kỳ. Rõ ràng là người ta đã chứng kiến nhiều thành phố, nhiều địa phương ở các tiểu bang từ trước tới nay mà cái thế mạnh của họ là về việc khai thác than đá hoặc là khai thác dầu hỏa đã có vẻ bị hoang vắng và hoang phế vì công nhân không còn việc làm và họ đã đi phải di dời, đồng thời phải đi tìm kiếm một công việc khác. Trong thời gian vừa qua thì dĩ nhiên cái ảnh hưởng nhiều nhất cũng vẫn là các trường học ở trong các khu vực này đã bị ảnh hưởng một cách trực tiếp, là vì trước đây thì nguồn kinh phí để hoạt động các ngôi trường này là đến từ các lĩnh vực khai thác than đá, khai thác dầu hỏa.
Dĩ nhiên là phía dân chủ sẽ phải tìm cách để bồi đắp lại những cái sự thiệt hại đáng kể liên quan đến cái vấn đề này trong những ngày tháng sắp tới. Nhưng họ có làm đủ và làm đúng và kịp thời để có thể ngăn chặn tình trạng tiếp tục lây lan sang một số các địa phương khác hay không? Và đó là câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra với Thái Lai Diệp ngay bây giờ. Thưa anh, nếu mà làm được thì cũng đã làm lâu rồi, chứ không đợi tới thời điểm này đâu. Cái vấn đề mà bên đảng Dân Chủ hay là nói chung là nước Mỹ càng ngày càng nghĩ đến chuyện rằng là không sử dụng năng lượng hóa thạch nữa mà sử dụng năng lượng tái tạo, nó không phải là một sớm một chiều, nó không phải là bắt đầu chỉ trong thời điểm này, mà nó đã bắt đầu cái việc này khoảng chừng 15-20 năm trước đây rồi. Nhưng những cái vấn đề trước mắt mà các tiểu bang như là tiểu bang West Virginia mà phải vất vả với, đó là về vấn đề là khi mà các công nghệ mới được mở ra, được phát triển, thì nó sẽ lấy đi những công việc làm của những ngành nghề cũ. Nhưng những công việc làm mới nó không có được tạo ra ở những cái nơi như tiểu bang West Virginia vì nhiều lý do lắm. Thưa quý vị, những công việc mới, ví dụ như là xe điện Tesla, năng lượng mặt trời, hiện nay nó được tập trung vào những tiểu bang như là California, như là những tiểu bang Texas và Arizona, những tiểu bang trong cái khu vực mà tiếng Anh nó gọi là cái Sun Belt, tức là những khu vực trong phía tây nam của Hoa Kỳ. Vì vấn đề dân số, vì vấn đề luật lệ tương đối dễ dàng, và vấn đề là người dân tại những tiểu bang này họ có đầy đủ những cái kiến thức căn bản để mà làm những công việc này. Chính phủ khó có thể nào mà áp đặt rằng là trong những nơi như là West Virginia, nếu mà mất đi những công việc liên quan đến vấn đề mà hầm mỏ mà than đá đó, thì các công ty tư nhân phải tạo ra những công việc tương tự như vậy ở đó. Cái đó là một chuyện không đơn giản chút xíu nào cả. Tại vì chúng ta đều biết rằng là rất khó nếu mà cho chính quyền các nơi có thể áp đặt là những hãng lớn như là Tesla tự đặt cái trụ sở của mình ở đâu, thưa anh. Thì bây giờ nếu mà nói một cách đơn giản đó là thay đổi không được, nỗ lực thì có đó, cái thiện chí thì có, nhưng mà cái chuyện mà có thể bồi đắp được hay là bù đắp được một công việc này với một công việc kia là một chuyện không dễ dàng như xíu nào. Tại vì nó cần cái sự phối hợp của nhiều bên, và nó cũng cần là dân số và cái mức sống địa phương đó nó phù hợp với những công việc mới, chứ không phải rằng là chúng ta nghĩ rằng là một cái người thợ khoan đá than mà có thể bây giờ đưa họ vô làm một cái nhà máy sản xuất năng lượng mặt trời được, tại vì họ không có đủ cái kiến thức hay là cái sự rèn luyện để làm những công việc mới đó, thưa anh. Qua cái câu trả lời này, chúng ta nhận thấy một cái điều rất là bất cập trong vấn đề này, thưa quý vị. Chẳng hạn như là các thị trấn ở Bắc Dakota, Pennsylvania, Texas, Oklahoma, Utah, New Mexico hay là Colorado và nhiều nơi khác nữa. Người ta từ trước tới nay sinh sống ở những cái nghề tha liên quan đến năng lượng hóa thạch. Và bây giờ khi mà chẳng hạn những cái công việc được tạo ra bởi những cái năng lượng xanh và năng lượng sạch, nó lại phải nằm ở bắc bộ của một số các cái tiểu bang khác, mà điều kiện thời tiết, về điều kiện ánh nắng mặt trời, điều kiện gió biển này kia, nếu sử dụng năng lượng từ gió, năng lượng từ mặt trời, thì nó lại diễn ra ở những cái tiểu bang khác. Do đó mà những cái tiểu bang nó mất đi những cái ngành nghề liên quan đến cái khai thác năng lượng hóa thạch, nó sẽ không có cái việc gì để có thể bù đắp lại nó. Thành ra đây lại là một cái câu hỏi rất là hóc búa cho chính quyền của liên bang. Làm sao để có thể di chuyển những cái nguồn lợi này để bù đắp cho một cái địa phương khác khi mà những cái công việc nó không được tạo ra từ chính các địa phương bị thiệt thòi? Đó là một cái điều rất là khó và không có, hình như là chắc là sẽ khó có câu trả lời. Anh, nó khó là tại vì khi mà anh là một cái người chủ doanh nghiệp đi, nếu anh nghĩ rằng anh sẽ bỏ một cái nhà máy có thể thuê mướn được cả ngàn nhân viên đi làm ở chỗ đó, thì anh cân nhắc nhiều chuyện lắm. Anh cân nhắc rằng là cái địa phương đó, dân số đó họ có đủ những cái skills, những cái khả năng để làm những công việc đó không, chứ đâu phải là anh muốn mở một nhà máy đó là anh mở và chính phủ rót tiền vô là anh mở đâu. Cái chuyện thứ hai nữa rằng là anh muốn mở địa điểm đó, anh nghĩ rằng là nhân công của anh từ những địa điểm khác có muốn dọn về hay không,
Thí dụ như bây giờ nhân công của anh họ quen ở những nước như là những tiểu bang như là California, Texas, mà bây giờ anh kêu họ dọn về một cái nơi mà gọi là nó hơi thưa thớt như là West Virginia thì cũng chưa chắc ai muốn dọn về. Đó là nhiều cái yếu tố lắm, về việc là công việc làm đi về đâu để cho một là cư dân ở tại địa phương có đủ kiến thức để mà thực hiện công việc làm đó. Thứ hai là những nhân viên khác mà đang làm cho những công ty này đó cũng muốn có thể dọn về đó để ở, tại vì đó là một cái nơi mà là nó thích hợp với điều kiện gia đình. Cho nên rằng là không phải là chính phủ muốn là được và cần phải phối hợp rất nhiều. Và có một số nơi thì có làm cách nào đi nữa thì nó cũng không có phù hợp với những công việc mới, thưa anh. Và dĩ nhiên rồi đây sẽ là một cái kế hoạch, cần phải có một cái kế hoạch cụ thể. Chắc có lẽ là hiện nay thì đảng Dân Chủ cũng đang dựa vào cái chương trình tái cấu trúc về hệ thống hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ 2.200 tỷ Mỹ Kim. Thì chắc cũng sẽ có một cái khoản ngân sách để dành cho cái vấn đề tái tạo công việc ở những nơi đã bị mất vì vấn đề khai thác năng lượng hóa thạch. Tuy nhiên, như kết luận của bài báo của Politico trong ngày hôm qua, có vẻ như Tổng thống Joe Biden trong thời gian này đang phải đảm nhiệm một nhiệm vụ bất khả thi của đảng Dân Chủ để làm cách nào để hồi sinh lại tất cả những vùng hiện nay đang sản xuất về năng lượng hóa thạch. Dĩ nhiên sẽ là một cái bài toán rất là hóc búa cho đảng Dân Chủ hay là cho cá nhân của Tổng thống Joe Biden trong những tháng ngày sắp tới. Chúng ta phải tiếp tục chờ xem rồi cái cách giải quyết sẽ như thế nào. Cảm ơn phần phân tích của Thầy Lợi Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Và một ngày thứ hai đầu tuần thật an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình này được bảo trợ bởi JOL Health. JOL là sản phẩm dinh dưỡng thần kỳ cho tim mạch. Tiểu Quỳnh xin giới thiệu JOL là một sản phẩm sẽ đem tới sự bổ dưỡng cho tim, giúp phòng chống các chứng bệnh tim mạch. Sản phẩm Heart Essential và Enhanced Macro là một hợp chất dinh dưỡng thần kỳ cho tim mạch. Hai sản phẩm này sẽ siêu sạc huyền diệu cho tim quý vị. Heart Essential có hợp chất dầu omega 3 thượng hạng, giúp phòng chống và giảm mỡ xấu trong cơ thể. Enhanced Macro giúp cơ thể trẻ khỏe, ngủ ngon, giúp tim mạch tuần hoàn tốt và trợ giúp giãn nở mạch máu, phòng chống sự xơ cứng, lão hóa động mạch van. Hãy gọi ngay nếu quý vị mua 3 hộp Heart Essential sẽ được tặng một hộp bột Enhanced Macro. Hãy yêu thương bảo vệ tuyệt đối con tim quý vị, phòng chống sự đột quỵ. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.